vị, để thích ứng linh hoạt với bối cảnh dịch bệnh phức tạp, chính quyền Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã tích cực xây dựng những sản phẩm du lịch mới, góp phần thu hút khách du lịch đến với thành phố. Khôi phục ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Vừa qua, Đà Nẵng đã khánh thành Vương tượng APEC. Đây là một công trình tiêu biểu có kiến trúc độc đáo của thành phố, được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Nhiều công ty du lịch lữ hành đã nhanh chóng cập nhật thêm địa điểm này để thêm vào tour du lịch cho du khách. Ngoài ra, ngay sau khi khánh thành, có rất nhiều người dân thành phố và du khách đã đến tham quan, vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp với vương tượng này. Đây cũng là một cái điểm mới của thành phố của mình, là điểm nhấn trọng điểm của Đà Nẵng. Thì em cũng, cảm xúc của em thì là ở đây thì nơi đây là một nơi rất là tuyệt vời, là không gian thoáng đãng, cây xanh, phù hợp với cho những bạn trẻ cũng như người lớn tuổi và trẻ em. Dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến lượng khách tới Đà Nẵng. Vì vậy, việc liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành lân cận sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú. Năm qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Liên kết phát triển du lịch, các chương trình cơ bản mang lại hiệu ứng tích cực, tạo làn sóng du lịch trở lại các địa phương và thu hút hơn 80.000 lượt khách đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều công ty du lịch lữ hành cũng đã tích cực khảo sát hạ tầng và sản phẩm du lịch mới, qua đó khai thác các tour du lịch kết nối các địa phương lân cận với Đà Nẵng để khách có thêm nhiều trải nghiệm các sản phẩm du lịch khác nhau của miền Trung. Có những khách từ phương Nam hay là thành phố Hồ Chí Minh hay một số vùng khác cũng có xu hướng đang hướng về Đà Nẵng trong dịp Tết âm lịch này. Thì chúng tôi thấy đây là một cái cơ hội, vì năm này thì khách cơ hội đi ra nước ngoài hầu như cũng chưa có trong cái dịp Tết âm lịch. Nên là đa số nhóm khách chọn ở 2-3 ngày trong dịp Tết hoặc là dài hơn và trải nghiệm du lịch gần nội địa, nhưng mà gần thì đó là một cái lựa chọn hầu như là đa số của du khách. Theo nhiều công ty du lịch lữ hành, việc tìm hiểu những sản phẩm du lịch mới là rất quan trọng trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là những điểm đến để tạo ra những gói combo, những sản phẩm tour chất lượng thu hút những dòng khách có khả năng chi tiêu đến Đà Nẵng, nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.